chào các bạn, Aura đã quay trở lại cùng với Billboard Việt Nam Chart Show rồi đây. Bật mí trước nha, tuần này có rất nhiều tay đua mới xuất hiện tại top 10 Billboard Việt Nam Hot 100 lắm đó. Nào, cùng khám phá ngay thôi. Thôi em đừng đi, của MC Ki và Trung Trần đã có tuần thứ 9 liên tiếp góp mặt trong top 10 của Billboard Việt Nam Hot 100. Các fan nhớ stream để bài hát này có thể trụ hạng lâu hơn nữa nha. Từng hứa bao nhiêu câu, giờ cũng không bên nhau. Chẳng biết không chia tay, em đã ngồi khóc trong bao lâu. Sau khi debut ở vị trí số 7 vào tuần trước, thì ca khúc mới của bộ đôi Hiếu Thứ Hai và QT đã có dấu hiệu xuống hạng mất rồi các fan ơi. Lúc đó em không ám ảnh một ngày. Vị trí số 8 tiếp tục thuộc về một bộ đôi nữa, đó là Tờ Linh và Two Bills cùng với ca khúc Nếu Lúc Đó. Dường như các ca khúc cũ đang dần nhường chỗ cho các ca khúc mới rồi. Like Crazy của Jimin tụt đến 3 hạng so với tuần trước và hạ cánh ở vị trí số 7 tuần này. Ca khúc Making My Way của Sơn Tùng MTV đã xuất sắc debut ở vị trí số 6 tuần này. Là sản phẩm mở đường cho chuỗi dự án siêu khủng cho năm 2023 của nam nghệ sĩ, nên không ngạc nhiên khi chỉ mới vừa ra mắt thì Making My Way đã có vị trí cao như thế này rồi đúng không? Vị trí số 5 tiếp tục thuộc về một ca khúc mới debut vào bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Hot 100 tuần này. Đó chính là Xin Lỗi Của Thắng, ca khúc nằm trong album solo đầu tay mang tên Cái Đầu Tiên. Anh không chắc mình làm được gì khác, dù sao anh vẫn chỉ là ai. Ca khúc đã ngay lập tức viral trên các nền tảng mạng xã hội chỉ với vài câu hát trên nền piano và tiếng mưa rơi. Thêm vào đó, Xin Lỗi có phần ca từ khiến hầu như những ai từng trải qua mối quan hệ tình cảm không trọn vẹn đều thấy đồng cảm và an ủi tâm hồn. Vị trí số 4, chà, không cần phải nói nhiều nữa rồi, một cái tên quá quen thuộc, Anh Đã Ổn Hơn của MC Ki. Flower của Jisoo vẫn đang chiếm lĩnh mạng xã hội lắm đấy. Vị trí số 3 cũng là một minh chứng cho sức nóng của chị cả Blackpink là không đùa được đâu. Mặc dù để vụt mất ngôi vương, thế nhưng với những gì mà Cupid đạt được thì các cô nàng của 50/50 chắc chắn đang ăn mừng lớn rồi đúng không nào? Và bất ngờ chưa, vị trí quán quân tuần này thuộc về Grady và Julie's với ca khúc Đưa Em Về Nhà sau khi có màn debut ấn tượng ở vị trí số 9 vào tuần trước. Một cú nhảy vọt mạnh mẽ tới 8 bậc luôn. Dành cho những ai chưa biết thì Đưa Em Về Nhà cũng từng nằm trong danh sách các ca khúc để fan bình chọn làm sản phẩm pre-debut cho Grady đó. Giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Để Aura đi về nhà, sẽ đi tà tà đây. Nhớ là hãy truy cập website và fanpage chính thức của Billboard Việt Nam để cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại.